Hoa ơi, Hoa, ê, làm gì ấy? Đi, em đang đọc sách. Hôm nay về là đọc sách. Gì ấy? John đi tìm hùng á, xong nghe không thấy có tí hứng thú ở vậy em. Đây là cuốn sách này này, nói về cái anh John này này. Anh là người Mỹ gốc Việt, anh ấy đi xuyên Việt, nhưng mà đấy là mới chiếc ví rỗng. Trong đây có rất nhiều trải nghiệm ấy, anh có muốn đọc thử không? Thế liên quan đến đâu hùng? Thế thì mới cần anh đọc. Thôi bây giờ anh ngủ lắm, không đọc thử đâu. Cà phê không? Tí nữa em cũng có một khách hàng tiềm năng ấy, mà em lại sợ em không được tỉnh táo, em cũng sốc lại tinh thần mới được. Thì đi cà phê, đi đâu? Starbucks nhá. Let's go, let's go. Đi thôi. Ê, chị bước đi nhanh lên. Dồi ôi, thích lắm, mê luôn. Ừ, đợt tới là chắc chắn là chị sẽ cho cả hai đứa nhà chị đi du học ở Mỹ đấy. Thế nên là chú Brian xem thế nào, tìm trường cho hai cháu chị nhá. Để em uống đi, một sự cà phê ngon nhất thế giới đấy. Em xin chị. Ngon quá chị ạ. Chị ơi, thế cái cà phê này ở bên mình ấy có khác gì cà phê ở bên Mỹ không? Chị thấy nó cũng cái thế, đều ngon cả mà. Không đâu chị, nó có một chút khác nhau đấy. Mỹ và Việt Nam thì nguồn nguyên liệu nó sẽ có một số vị khác nhau. Thế nên là mỗi cốc cà phê pha ra thì sẽ có vị khác nhau nữa. Chú có vẻ am hiểu cà phê quá nhỉ. Ngày xưa em du học ở Mỹ 4 năm mà lại còn ở Seattle nữa. Đấy là thành phố mà mở quán cà phê Starbucks đầu tiên đấy. À thế à? Thế thì có khi là Brian phải tìm ngay cho chị cái trường nào mà Seattle ấy, để chị sẽ gửi hai đứa nhà chị sang đấy du học, để chúng nó có thể thưởng thức cái vị Starbucks đầu tiên trên thế giới. Đấy là nghề của em rồi, chị cứ tin là em. Chị có tí việc, chị tạt qua thế thôi nhá. Còn Brian cứ tìm trường cho chị xong rồi gửi thông tin ngay cho chị đi nhá. Rồi, thế chị đi nhá. Rồi nhá, chào các em. Em chào chị. Mình là Brian, mình từng có 4 năm kinh nghiệm sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Mình tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại trường Đại học Central Washington University tại thành phố Seattle. Hiện nay mình đang công tác tại Học viện Anh ngữ Havina Hải Phòng. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với series Du học cùng Havina 101. Và hôm nay đất nước đầu tiên mình lựa chọn để giới thiệu đến các bạn đó chính là United States, hay còn gọi là Hoa Kỳ. Chắc hẳn trong số các bạn luôn sẽ có những suy nghĩ rằng việc xin visa đi Mỹ sẽ rất là khó khăn phải không? Tuy nhiên thực tế chỉ ra rằng theo những số liệu của chính phủ Mỹ đưa ra thì tỷ lệ refusal rate, hay còn gọi là tỷ lệ bị từ chối visa tại Việt Nam chỉ rơi vào khoảng 26% thôi. Điều này có nghĩa là trong 100 hồ sơ xin visa thì chỉ có 26 hồ sơ bị loại. Nếu như so sánh tỷ lệ này với tỷ lệ thi đại học ở một số trường đại học Việt Nam, ví dụ như Đại học Bách khoa Hà Nội thì tỷ lệ trượt sẽ là 80%. Hơn thế nữa, nếu như đại học đi thì tỷ lệ trượt đại học còn lên tới 94%. Vì vậy các bạn hãy cứ tự tin và cố gắng lên nhé. Mình sẽ đưa ra cho các bạn một số điều mà các bạn cần lưu ý hoặc là nên tránh trong khi mà các bạn chuẩn bị cho việc phỏng vấn visa xin đi du học ở Mỹ. Việc đầu tiên mình muốn đưa ra ở đây đó chính là việc lựa chọn ngôi trường mà bạn sẽ học tập tại bên Mỹ. Thì khi mà nhắc đến xứ sở cầu hoa thì ai cũng nghĩ đến đó là những ngôi trường rất là nổi tiếng, ví dụ như là Harvard, Stanford hay là MIT. Vậy thì nếu như bạn đã được chấp nhận học ở những ngôi trường top đầu này thì đấy là những ngôi trường trong mơ của tất cả chúng ta rồi. Nó không chỉ là những ngôi trường top đầu ở Mỹ mà đây là những ngôi trường top đầu trên thế giới. Rất là nhiều học sinh thì lựa chọn những ngôi trường mà cái ranking của họ chỉ là tầm trung hoặc là mức độ bình thường. Và điều thứ hai mình muốn nêu lên ở đây đó chính là chứng chỉ tiếng Anh và chứng minh tài chính. Đối với một số trường đại học ở bên Mỹ thì họ bắt buộc các bạn sẽ phải có chứng chỉ tiếng Anh. Chắc chắn là đến 99% bạn sẽ được phỏng vấn bằng tiếng Anh.
hãy chuẩn bị và trau dồi vốn tiếng Anh của mình thật tốt vì nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc học tập và giao tiếp sau này. Nếu như bạn có một số chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL, IELTS hoặc SAT thì nó sẽ càng giúp ích được tiếng của bạn. Song song với việc trau dồi tiếng Anh thì chứng minh tài chính cũng là một phần hết sức là quan trọng cho việc xin visa. Đầu tiên bạn sẽ phải chứng minh được rằng gia đình bạn hoặc là bạn có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho học phí cũng như là chi phí sinh hoạt của bạn trong vòng ít nhất 1 năm học tại Mỹ, thì bạn cũng phải chỉ ra được tài sản và nguồn gốc tài sản của bạn và thu nhập hàng tháng để có thể thuyết phục được đại sứ quán. Các bạn lưu ý điều này nhé, bởi vì đây là một yếu tố rất quan trọng trong việc quyết định visa của bạn có thành công hay không. Thứ ba mình muốn nói ở đây là kế hoạch của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ được hỏi về kế hoạch của bản thân trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp. Vì vậy bạn sẽ phải chuẩn bị kế hoạch của bản thân thật hợp lý, rõ ràng và thuyết phục. Sau đây mình có một tip nhỏ từ chính câu chuyện của chính mình, nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn. Đó là trong buổi phỏng vấn của mình, mình trả lời rằng mình lựa chọn chuyên ngành tài chính và sau khi tốt nghiệp mình sẽ quay trở về Việt Nam tiếp tục công việc và phát triển công ty gia đình. Các bạn sẽ phải hoàn thành học của mình và sau đó các bạn sẽ quay trở về Việt Nam làm việc. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là trong buổi phỏng vấn bạn có thể nhận được những câu hỏi bất ngờ liên quan đến những vấn đề khác nhau mà bạn chưa chuẩn bị trước. Đừng lo lắng và hãy nhớ nguyên tắc sau đây: Do not lie. Hãy nhớ bạn đang được phỏng vấn bởi những chuyên gia, vì vậy phát hiện đang nói dối, khả năng visa của bạn bị từ chối sẽ rất cao. Tổng kết lại, sau video này mình muốn các bạn chú ý đến 4 vấn đề chính sau. Thứ nhất, đó là việc lựa chọn trường. Thứ hai, đó là tiếng Anh và chứng minh tài chính. Thứ ba là kế hoạch của bản thân. Và cuối cùng, đó là do not lie. Các bạn tự tin có thể xin được visa thành công. Chị ơi, với chị đây là giấy tờ của bạn không? Chị cảm ơn em. Việt Nam vươn tầm thế giới.